Báo chí Indonesia cay cú liên tiếp tấn công vị huấn luyện viên Trussier, cầu thủ sang chấn tâm lý vì thua Việt Nam. Danh tính của vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo chưa được công bố. Tuy vậy, theo thông tin mà chúng tôi có được trước đó, vị huấn luyện viên Trussier sẽ là người kế nhiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Phù Thủy Trắng dự kiến sẽ có mặt tại Việt Nam vào tuần tới để ra mắt và ký hợp đồng. Được biết, ông sẽ nhận mức lương cao từ 3 cho tới 4 lần với mức lương cũ của huấn luyện viên Park Hang-seo, từ khoảng 150.000 USD trong tháng. Không chỉ riêng người hâm mộ đất Việt, thông tin ai thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo cũng là điều mà báo chí và người hâm mộ Đông Nam Á quan tâm. Theo như đã nói về vị huấn luyện viên Trussier, tờ Kompas của Indonesia đã có những nhận định gây bất ngờ. Mới đây, người này đã có bài viết: huấn luyện viên Trussier, người bị sa thải để thua trước Indonesia, chuẩn bị về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Tờ này nhắc lại nỗi đau của vị huấn luyện viên Trussier vào hồi lúc làm vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Qatar, đó là tại Asian Cup 2004. Ông Trussier không còn quá xa lạ với bóng đá và người hâm mộ Việt Nam, bởi lẽ ông đảm nhiệm vị trí giám đốc kỹ thuật của VFF và dẫn dắt U19 Việt Nam vào năm 2019. Đáng chú ý, ông Trussier đã từng gặp vận đen khi từng để thua một đội bóng Đông Nam Á. Tại Asian Cup 2004, ông Trussier dẫn dắt đội tuyển Qatar để thua Indonesia ngay ở trận ra quân. Indonesia lúc đó được dẫn dắt bởi Ivan Korer, người đã đánh bại Qatar của Trussier với tỷ số là 2-1. Chính trận thua này đã khiến cho ông Trussier đã bị sa thải, báo chí Indo đã viết. VFF đã sớm công bố danh tính vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Mới đây, tại cuộc chia tay của mình, ông Park Hang-seo cũng đã dành nhiều lời động viên cho người kế nhiệm. Tôi tin tưởng VFF đã tìm được người giỏi hơn tôi. Từ tận đáy lòng mình, tôi chúc cho ông ấy mạnh khỏe và công tác tốt. Quay trở lại với Indo thì báo chí nước này hẳn vẫn đang cay cú vì thua toàn diện Việt Nam và mới đây nhất đó chính là thất bại cay đắng tại bán kết AFF Cup. Truyền thông Indo thừa nhận đội nhà đã thua toàn tập trước Việt Nam. Và vía nặng của huấn luyện viên Shin, không thắng cũng không thể làm tung lưới đội nhà của ông Park. Suara buồn thay cho thầy trò của ông Shin, đội tuyển Indo phải chôn vùi giấc mơ vô địch AFF Cup sau khi bị Việt Nam loại ở bán kết AFF Cup 2022. Hòa 0-0 ở lượt đi, đoàn quân của ông Shin Tae-jang đã thua trắng 0-2 trên sân Mỹ Đình. Đây là một kết quả đau đớn cho Garuda, khi họ chỉ cần hòa là có bàn thắng và lấy vé vào chung kết AFF Cup 2022. Vivabo chung một không khí ảm đạm. Tiến linh chói sáng Việt Nam đập tàn giấc mơ vào chung kết AFF Cup 2022 của Indo. Chỉ cần một trận hòa có bàn thắng nhưng đội bóng của huấn luyện viên Shin đã để thua Việt Nam 0-2 ở bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Tàn mộng vào chung kết AFF Cup một lần nữa, Nguyễn Tiến Linh lại là cơn ác mộng của Indo với cú đúp đưa Việt Nam vào chung kết giải đấu. Điều đáng chú ý, cả hai bàn đều được tạo bởi đội trưởng Đỗ Hùng Dũng, một đường kiến tạo quá xuất sắc. Còn tờ Bola Sport thì đã viết, một lần nữa Việt Nam trở thành cơn ác mộng của đội tuyển Indonesia. Sau hai lượt trận, đối thủ cho thấy sự thật vượt trội với chiến thắng 2-0 tại sân Mỹ Đình. Hay CNN của Indo đã viết, hai bàn thắng chớp nhoáng của đội tuyển Việt Nam làm tiêu tan hy vọng vào chung kết AFF Cup của Indo. Trong khi đó, tờ Football cũng đã nhắm vào huấn luyện viên Shin. Indonesia phải nhận thất bại 0-2 trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở bán kết lượt về, khiến tham vọng chinh phục ngôi vương AFF Cup 2022 tan thành mây khói. Thất bại khiến vị huấn luyện viên Shin Tae-jang thêm một kỷ lục tồi tệ với đội tuyển Việt Nam và Park Hang-seo khi chỉ có thua và hòa. Điều đáng chú ý khác, Indonesia dưới thời của ông Shin không những chưa từng thắng Việt Nam mà còn chưa từng một lần làm tung lưới đội bóng do huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ huy. Và với kết quả lượt về AFF Cup lần này, đội tuyển Indo cũng đã đánh dấu lần thua ở Mỹ Đình. Không chỉ báo chí, các cầu thủ Indo vẫn đang bị sang chấn tâm lý bởi thất bại trước Việt Nam. Theo tiết lộ từ truyền thông, thủ thành Nadio của Indo sau AFF Cup 2022 đã thi đấu không tốt. Cụ thể, ở 3 lần ra sân gần nhất, anh đã phải nhận 8 bàn thua, trong đó một nửa số bàn thua đến từ lỗi của cầu thủ này. Một đội bóng của họ cũng đã trải qua mạch thua tệ nhất. Đáng chú ý, thủ môn của đội tuyển Indonesia mới đây đã bắt chuộc một cú sút phạt của Reina. Sau đó anh tiếp tục có pha vào không chuẩn xác khiến cho đội nhà tiếp tục nhận về trái đắng. Chính vị huấn luyện viên trưởng của Bali United cũng đã lên tiếng về vấn đề hiện tại của Nadio. Anh cũng cho biết là thủ thành này đang trải qua một vấn đề tâm lý bởi AFF Cup. Tôi nghĩ anh ấy đang gặp vấn đề về tâm lý, nhưng theo tôi, với bất kỳ ai chưa quay lại tập luyện thì sẽ không thể nào có cơ hội ra sân. Truyền thông Indo cũng đã tỏ ra lo lắng về phong độ của thủ môn, được mệnh danh là Kepa Đông Nam Á. Tờ Bola đã viết, kể từ bàn thua đầu tiên của Indo trước Việt Nam tại AFF Cup 2022,
Nadeo chưa bao giờ là chính mình, thủ môn này chưa thể có lại cảm giác hoàn toàn và an toàn cho Bali United. Trong trận gần đây nhất thì anh cũng chơi tệ, anh dường như là thấy không còn bắt dính bóng vào tay nữa. Rất có thể là tình trạng này sẽ khiến cho vị trí thủ môn số 1 của Nadeo ở đội tuyển quốc gia Indo bị lung lay. Tại AFF Cup 2022, anh được huấn luyện viên Sinh tin tưởng vào sân thi đấu hết. Tưởng chừng như là sẽ có một nguồn lực đủ mạnh, Indo sẽ đạt được kết quả tốt. Tuy nhiên, Indo đã dừng lại ở bán kết sau trận thua 0-2 trước Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Indo đã tỏ ra không kiên nhẫn với huấn luyện viên Sinh, yêu cầu ông phải làm tốt hơn trong thời gian còn lại của hợp đồng. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã quyết định bổ nhiệm ông Ashrafi làm vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Indo. Như vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ không còn dẫn dắt đội bóng xứ vạn đảo thi đấu SEA Games 32. Thay vào đó, ông Shin sẽ tập trung cho giải U20. Trong cuộc họp báo mới đây nhất của Ủy ban điều hành PSSI, Liên đoàn bóng đá Indo tỏ ra không kiên nhẫn với ông Shin vì ông đã chưa làm trọn vẹn được việc nâng tầm bóng đá nước này. PSSI yêu cầu vị huấn luyện viên Shin phải thể hiện được ấn tượng hơn nữa trong các giải đấu sắp tới vì bóng đá Indo sẽ góp mặt ở nhiều sự kiện quan trọng trong suốt nhiều năm. Không chỉ là đội tuyển quốc gia mà U20 Indo năm nay cũng thi đấu World Cup vòng chung kết U20 châu Á. Tổng thư ký PSSI tuyên bố, kể từ khi dẫn dắt bóng đá Indo từ năm 2020, ông Shin mới chỉ giúp đội bóng xứ sở vạn đạo giành được ngôi Á quân AFF Cup 2020. Tại AFF Cup 2022, ông Shin tiếp tục nhận thất bại trước thầy Park Hang-seo với tổng tỷ số 0-2 trước Việt Nam sau 2 đợt trận. Hợp đồng của nhà cấm quân Hàn Quốc sẽ hết hạn vào năm 2023. Điều được đặt kỳ vọng nhiều, tuy nhiên là Indonesia đã thêm một lần nữa lỡ hẹn với ngôi vô địch Đông Nam Á. Garuda đã nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước Việt Nam. Sau thành tích khá thất vọng thì đang có nhiều tin đồn Indonesia sẽ chia tay với ông Shin. Theo tờ Suara, Liên đoàn bóng đá Indo vẫn đang nghiêm túc về việc có nên đồng hành với ông Shin hay không. Hiện tại, hợp đồng của chiến lược gia người Hàn Quốc với PSSI vẫn còn thời hạn đến hết năm 2023. Truyền thông Indo đã tiết lộ rằng PSSI muốn dẫn dắt Garuda trong tương lai của một chiến lược gia người Nhật Bản có kinh nghiệm và am hiểu bóng đá Việt Nam. Tờ Suara đã liệt kê 3 vị huấn luyện viên có thể đáp ứng được những yêu cầu này là vị huấn luyện viên Honda hay là Toru Oniki và cuối cùng là Akira Nishino. Và vị huấn luyện viên Kisuke Honda là một cái tên đáng chú ý nhất trong kỳ AFF Cup năm nay. Ông đã khá thành công, dù không vượt qua được vòng bảng nhưng cũng đã gây nhiều khó khăn cho Thái Lan và Indo. Vị huấn luyện viên người Nhật Bản đã chính thức nói lời chia tay với đội tuyển Campuchia và chỉ còn nhiệm vụ dẫn dắt U23 tham dự SEA Games 32.